À, như vậy là chúng ta chắc chắn sẽ có tấm huy chương bạc, chắc chắn là huy chương bạc đúng không ạ? Vận động viên của nước chủ nhà Felipe Almeida và Hoàng Xuân Vinh trong loạt đạn cuối cùng, Hoàng Xuân Vinh vẫn đang hơn 0,8 điểm. 0,8 điểm. Tại sao Hoàng Xuân Vinh không bắn xuất sắc hơn ở phát đạn phía trước? 9,3 điểm không phải là số mà chúng ta chờ đợi đúng không ạ? Lý do mới là căng. Hoàng Xuân Vinh anh chỉ cần có tôi nghĩ rằng 10,8. 10,8 tất nhiên là khó rồi. Hai người bắn cùng nhau ạ. Không, nó quay cùng bắn cùng chứ, đều bắn cùng cái loạt đấy cả. Úi giời, 9,2, 10,2 của nó, 10,2, 9,2. Mình thua rồi, chứ là... Hai điểm cuối cùng của Hoàng Xuân Vinh. Thủ của mình 0,2 điểm, 0,2 thôi thưa quý vị. 191,8 và 192, đây là phát đạn cuối cùng. Đây, 10 thôi, Hoàng 10,2 thôi. Đã có hai phát đạn không thực sự được như ý muốn rồi. Và đừng để quá tam bao bận. Cái này 10. Anh chỉ kém đối thủ 0,2 điểm. 0,2 điểm. Hoàng Xuân Vinh. À, 10,8 thì ăn rồi. 10,8. Hoàng Xuân Vinh. Ôi giời, nó người nhất rồi. Khó, rất là khó đúng không ạ? Chúng ta có huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội. Thưa quý vị, nếu như những kết quả không đánh lừa chúng tôi thì Hoàng Xuân Vinh 202,5 điểm. Chúng ta có cộng điểm ở vòng ngoài không ạ? Một lần nữa chúng tôi vẫn phải hỏi không, một điều chắc không, chắn không, không. Không được cộng điểm ở vòng ngoài. Tính phi hàn rồi. Hoàng Xuân Vinh phá kỷ lục của Thế vận hội, huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử cho thể thao Việt Nam. Representing Vietnam, medalha de ouro e campeão olímpico. Hoàng Xuân Vinh 202,5 điểm phá kỷ lục của Thế vận hội, giành huy chương vàng Thế vận hội lần. Đây là huy chương vàng Thế vận hội lần đầu tiên của thể thao Việt Nam, nhưng đây là tấm huy chương vàng thứ hai được trao tại Rio 2016. Đây là khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam. Hoàng Xuân Vinh đang cầm trên tay tấm huy chương mà chúng ta đã chờ đợi trong 50 năm nay của lịch sử bắn súng Việt Nam. Và không nhiều người dám chờ đợi vào tấm huy chương vàng. Nhưng Hoàng Xuân Vinh đang đứng ở đây, trên bục cao nhất, quốc gia Việt Nam.